Xin kính chào cả nhà, kính chúc mọi người có một ngày an lành và hạnh phúc. Kể từ lúc làm chương trình kết nối đến nay, hôm nay thật sự là cô Khanh có một câu chuyện rất là vui. Vui đúng nghĩa luôn các bạn ơi. Cô Khanh cười từ sáng đến giờ, mà còn có khả năng là cười từ đây đến tối nữa. Cho nên là cô Khanh nghĩ rằng phải chia cho mọi người, để mọi người cùng cười với mình. Thì sáng nay cô Khanh nhận được một cái tin nhắn của một anh tham gia chương trình. Anh đã ghi hình rồi nhưng mà chưa phát lên. Thì trong cái phần ghi hình á, anh cũng có mong muốn tìm một chị như thế nào thì anh cũng đã nói rồi. Còn cái phần này là anh nói thêm. Thì sáng nay anh gửi cho cô Khanh một cái tin nhắn. Ban đầu đọc thì cô Khanh cũng hơi bất ngờ. Cô Khanh đọc lại thêm một lần nữa để cho chắc chắn. Thì cô Khanh tức cười, cười không chịu nổi luôn. Anh viết thì cái từ của anh viết á, là anh dùng cái từ nó rất là trần trụi. Còn bây giờ cô Khanh kể ra cho mọi người nghe thì cô Khanh không thể nào dùng cái từ đó được. Mà nếu dùng cái từ đó thì cô Khanh cảm thấy rất là xấu hổ mọi người ơi, thiệt luôn. Rất là xấu hổ. Các bạn có biết là anh yêu cầu cô Khanh như thế nào không? Anh nói là tìm giúp cho anh một chị. Các bạn nghĩ đi, xem thử anh mong muốn như thế nào. Một chị trẻ đẹp, đúng không? Không, anh không mong muốn tìm một chị trẻ đẹp. Một chị giàu có, đúng không? Không luôn, anh cũng không mong muốn tìm một chị giàu có. Một chị hiền diệu, cũng không. Anh cũng không mong muốn tìm một chị hiền diệu. Mà anh nhờ cô Khanh tìm giúp cho anh một chị phải có trời, bây giờ cô Khanh không biết dùng cái từ nào đây để cho mọi người hiểu. Anh bảo là phải tìm giúp cho anh một chị mà có ruộng lúa. Chắc bây giờ cô Khanh nghĩ ra cái từ đó, mọi người hiểu sao hiểu đi. Phải có ruộng lúa. Chứ anh nói trước đây anh đã từng gặp một chị mà không có, cho nên là anh gặp nhiều cái xui xẻo, may mắn gì đó. Anh gặp tai nạn, anh gặp chuyện, nói chung là chuyện nó không thuận lợi cho anh. Cho nên là hai người phải chia tay. Bây giờ anh nói anh phải cố gắng đi tìm một người mà phải có cái ruộng lúa đó mới được. Cô Khanh nhận mà cô Khanh vẫn chưa trả lời tin của anh. Thật ra cô Khanh cũng không biết trả lời sao luôn á, thiệt luôn á. Mà cô Khanh cứ thắc mắc điều như thế này nè. Tại sao anh ấy nghĩ cô Khanh là Tề Thiên Đại Thánh hay sao ạ? Mà lại biết được là ai có ruộng lúa hay không có. Mà bây giờ khi phỏng vấn thì không lẽ hỏi cái vụ đó. Trời ơi, thiệt, từ sáng giờ cô Khanh từ sáng giờ cô Khanh cười mà cô Khanh không biết nói làm sao hết á. Mọi người ơi, hãy giúp cô Khanh, hãy giúp cô Khanh coi thử bằng cách nào. Chứ bây giờ cô Khanh nói thiệt là cô Khanh
không biết làm sao. Mà cô Khanh cứ thắc mắc là tại sao ảnh nghĩ rằng chắc cô Khanh là Tề Thiên Đại Thánh hay sao á, chứ làm sao mà biết được. Cả nhà mình coi thử có cái cách nào, có cái cách nhìn nào mà biết được không, chỉ cho cô Khanh với, để mà cô Khanh giải đáp. Biết đâu được sau anh này còn có nhiều anh khác cũng mong ước như vậy nữa hay sao. làm ơn hãy giúp cho cô Khanh xem thử có cái cách nào để mà nhìn mà biết là một người phụ nữ có hay không có nha mọi người. Chứ bây giờ thật ra cô Khanh cũng không biết làm sao, không biết làm sao mà nhìn. Từ sáng giờ cô Khanh tức cười từ sáng giờ mà vẫn tìm không ra câu trả lời. Cho nên là mọi người làm ơn giúp cô Khanh, hãy chỉ cho cô Khanh xem thử coi có cái cách nào mà nhìn bên ngoài là biết được bên trong. Cô Khanh cầu cứu mọi người, cô Khanh cầu cứu cả nhà, cố gắng giúp giùm cho cô Khanh nha. À, nếu ai biết thì nhớ để lại bình luận giúp cho cô Khanh ở phía dưới video này, để cho ảnh có thể là ảnh sẽ đọc, ảnh biết được luôn, cô Khanh không cần phải trả lời ảnh luôn. Và biết đâu được có nhiều anh nào đó đang manh nha trong đầu cái ý tưởng đó thì mấy anh đó biết luôn, cô Khanh khỏi phải cần giải đáp. Rất cảm ơn cả nhà mình trước nha. Kính chúc mọi người sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại tất cả ở một video sau.